thì là một cái cảm giác gì các con chỗ metric sequence lấy lý nè mấy cái xong văn tại gì em có thơm hay cái đó là cái first term nó chả lệnh tiếng gì có common ratio đấy cháu hỏi gì đấy cho anh có cái hậu hòn trời chỉ nó nó hơi chân phụ lệnh tiếng nó trời lệnh tiếng gì ok cũng một cái trả lời là chả vẫn cho general term xin chứ vẫn tại em hòn hay cái đó cũng chả a thành r cái em cảm nhận chỉ con nó lệnh tiếng gì nó chạy xe phản nhận à phụ 0.5 trừ 0.25 咧, cũng là chỉ là phụ 2, cái chỉ phương là n 1. Vậy mà, tiếp theo tôi sẽ thấy là 2 cái n 1 chỉ phương trừ 4 咧, 4 là chỉ là 2 cái square 啦, cùng đáy tương trừ chỉ phương tương giảm đáy bất biến, vậy nên biến thành 2 cái n 1, lại giảm 2 chỉ phương, tức là n 3 chỉ phương 啦. Đây là, cái cái phụ 咧, là phụ 1 bracket n 1 chỉ phương, cái này là general term Tn. Cái này vị đại mắt, xuất hiện cái chỉ phương, thì theo biến mắt. So, là, tôi vẫn e n có term, tức là, cái này vị, khu vực này vị, biến e n, thì biến thành 2 cái e n 3 thành phụ 1 bracket e n 1 chỉ phương. Là, sau này cái cậu, vì phụ số cái đơn số chỉ phương, nhất định là phụ, so, là, thì biến thành hóa giải, trực tiếp xuất ra phụ ra rồi. Đó là phụ 2 cái e n 3 chỉ phương. Được rồi, cái này thì nói muốn tìm cái geometric sequence phụ x. 跟住1 over x square 一落去嘅 2n 加一個 term 係幾多？又係啦，我哋先揾咗嗰個嘅 general term tn 先，跟住再揾第 2n 加一個 term 係幾多？嗱，咁呢個 general term 咧就係呢個嘅 a 即係負 x 嘅 first term 啦，乘翻 r 嘅 n 減一次方，個 r 咧就係第二項除第一項，所以1 over x square 咧除負 x。嗱，裡面咧中古化簡咧變咗負一 over x 三次嘅，咁個次方就係 n 減一。啊，未化簡完嘅，咁咧就係將呢個嘅 x 咧擺喺分子啦。嗱，呢度本身有個負嘅，跟住負一再 n 減一次方變咗負一嘅 n 次方，分母咧就 x 嘅三次方再 n 減一次方咧就 x 嘅三 n 減三次方。嗱，跟住我哋將個 x 咧就夾硬將佢拆落去分母嗰度，變咗 x 嘅三 n 減四次方啦。嗱，呢個咧就係第二 n， 呢個就係第 n 個 term，OK，n 係乜？呢度跟住就擺乜？我要揾 2n 加一個 term 咧，我哋就咁樣做，就變咗咧 n 呢個位咧就變曬 2n 加一。嗱，負一嘅 2n 加一次方一定係負噶啦，所以負一啦。本身 n 呢個位咧就變咗 2n 加一，所以係三乘 2n 加一，括弧再減四，到最尾咧就變咗 6n 減一啦。